Chỗ bạn nắng dữ không? Có mình mà chứ. Thở uống hơi hết ra hơi vậy các bạn ơi. Wow, bụng bóng người ta. Bụng bóng các bạn ơi. Quần ngõ vậy. Wow, bụng bóng nó bự dữ. Con nhỏ không bự. Rồi, cái đầu tiên. Thì cũng vô các bạn ơi. Rồi, mấy cái này mới dính nha. Gắn lục. Trời ơi, mấy con nhỏ. Chắc chưa để quậy ông nội rồi. Hả? Khoan, để quay rồi, nói để nói kỳ lắm. Chú biết không nước không, tôi không mấy bay hịch chứ. Thôi đi, lục đỏ gì trời. Rồi rồi, gắn lục má rồi trời luôn trời. Hả? Lục trình bành luôn. Cái lục đỏ gì vậy? Không, không phải lục đỏ. Nó ra không chưa ra nữa à? Mới ra nữa à? Trời nó banh cái gặp luôn trời. Ghê quá vậy. Ôi chú ơi nó cưỡi dữ vượng chạy. Đi nó rồi. Ê, nhìn nó chết quay. Đến ơi, qua tôi gắn hả? Nó chết queo rồi. Chết rồi chú ơi. Bị chuột cái to à, bị chuột cắn chết rồi. Chết nhát rồi, chuột sữa. Trời ơi trời. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qua đất luôn. Trời đi hậu quay tử cứ vườn ra mà. Tức tức không? À. Không bay hả? Bay không chợt cái nào. Gắn. Quá trời gắn nó queo rồi. Rồi ra ngoài test nha các bạn. Gặp mấy nhỏ này không test đâu. Rồi ok. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Rồi ok. 1 2 3. Ok. Rồi coi, coi giá cỡ này mà mấy thằng chết nó đi, mấy nhóc nó đi các bạn, nó cỡ đó đó. Mười mấy thằng. Nó lập cho nó quậy ông nội ơi là trời. Thôi. Mình cũng làm test trắng các bạn ơi. Rồi ok. Khách hàng đó các bạn ơi. Đầu đạc cũng chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Rồi, đầu quay giới mình cũng rồi, đầu quay giới mình cũng cảm ơn cô chú anh chị cuộc bạn đã xem và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua nha. Tưởng con cá lục. Mấy cái đầu tiên dính. Mình cũng thăm 4-5 cái các bạn. Ở đây được con hành. Thì mấy cái đầu tiên mình cũng cá nắp đẹp mình cũng chào anh chị cùng các bạn luôn. Để gắn lục để sao lên. Trời ơi trời gắn lục này. Thăm muốn quýu quýu dụm luôn. Cái này gắn lục chào quá trời trời. Ghê quá. Hồi bán hành các bạn ơi, thì đựng con hành nè. Bắt luôn, test hàng luôn, ok. Thăm mấy cái đựng con cũng ngon rồi. Con này chắc nhì không được bự. Nhì các bạn, nhì. Nhì. Thấy nằm bóng lưỡng. 400g, 300-400g. Wow. Một con. Dãy bự quá mà gắn nhỏ xíu. Thôi mình đợi mấy cái tiếp theo các bạn. Cái lục này thì để test sau đi. Cắt nó ra luôn chứ sao giờ. Rồi tiếp tục lên em ơi. Ui. Nó tè như vậy. Có phần các bạn, có phần các bạn ơi. Con trắng éo rồi các bạn ơi. Con gì đây? Ôi hành nhỏ nè. Cái này hành nhỏ chạy nhiều quá. Ok trời ơi để một tảng phân luôn ông nội ơi trời. Nó đi một bãi hết hồn hết vía rồi. Thôi gắn này chắc gắn nhì. Thôi kệ 27 chưa test giờ đâu nha các bạn. Rồi tiếp tục anh em ơi. Nè nặng người ta cây gà hay gì đó. Trời ơi gắn lục nữa trời ơi trời. Gắn lục hoài luôn má ơi luôn. Cái này rút luôn các bạn ơi. Trời ơi gắn lục quá trời rồi đại ca. Cái này gắn lục cây dữ thần vậy ta. Đó. Trời ơi là trời cái nè. Quá dữ luôn. Hồi xíu test luôn nha. Chưa test giờ đâu. Lại đây gặp tình hình này là sao đây. Đóng lúa tản cư rồi. Quá trời rồi. Không biết phải cái vỏ bẫy của mình không các bạn. Cũng giống giống cái vỏ bẫy của mình mà không biết sao này nha. Vỏ bẫy mình cũng y gan luôn nè. Bẫy mình thường gậy trong kia.
đang thăm vô bảy cây còn không ba ơi, đừng nó bành bành háng giữa chợ nha. Cây gì ta, bành thầy lầy thừ lừ với ba, vô có bảy còn không là ông đem ra đó ông thành rồi đó, rồi nó phải vô bảy mình luôn rồi, rõ ràng luôn rồi, đù chơi dữ thiệt, chơi quá là hại các bạn ơi, vô bẫy mình á. Đù cái cây nào chơi dữ ta. Rồi mình đã là tắt cái vô bẫy mình các bạn ơi. Rồi các bạn trong nghề thì tôi hình này sao, ủa không phải vô bẫy mình, cái này không phải các bạn ơi, không phải vô bẫy mình. Mình này có màu đỏ, của mình thì không có màu đỏ. Này là sao ta? Ta dằn nền nó là sao các bạn? Cái này là mình không biết nha. Cái này trong mình mới đi đặt đầu tiên thì mình mấy cái mấy vụ mình không biết cái tình cảnh này là nó ra sao nha các bạn. Gặp tình trạng cà sạn này còn sao nha. Thì cái địa phương này ở chỗ này là địa phương của mình, gần kế bên nhà mình luôn. Mà người ta dằn nền nó là sao các bạn? Người ta dằn mặt hay sao không biết nha các bạn. Tình cảnh này không biết nha. Thua. Ở chỗ mình cứ đặt thôi. Ok, ai chạy em chạy thôi, ai không chạy em chạy thì mình chạy. Ok, mất cái bẫy rồi đó. Rồi, cái bẫy này mất rồi, cái bẫy này biết sao nghe các bạn. Nếu mà gặp đồng nghiệp thì chắc đồng nghiệp chơi mình luôn rồi. Bẫy đắng thì mất tiêu cái bẫy này. Bẫy ở đâu cả? Bên đây các bạn, bên đây. Thử phải bị dằn mặt không nha, hay là sao nha, bị dằn nền gì không nha. Rồi thấy không im nữa đó, rồi mất bẫy nữa các bạn ơi. Xong rồi mất rồi, thì là cái đường có người đặt rồi. Chờ vậy ta, thiệt là nó tức không có đường tả luôn các bạn. Đồng nghiệp với nhau không lẽ chơi vậy chứ, vì chắc chắn là đồng nghiệp. Chứ chỗ này thì thường thì chỗ này, ở đây thì cái mí cỏ, trong đây là cái mí lùm, còn trong đây là cái mí lùm. Thì chỗ đắc địa nhất là chỗ này, mình đặt chỗ này thì đồng nghiệp xuống thì biết liền, lấy bẫy mình luôn. Vậy chắc tay dằn nền mình các bạn, dằn mặt á, mất bẫy rồi. Ok, chán thì chứ. Bởi vậy tình trạng nào cũng có nghe các bạn, thứ nào cũng có, thua. Bởi cái nghề này thì làm chủ yếu là cho vui thôi, chứ mà đặt lành thành nghề thì ít người đặt lắm. Mình nếu mình làm nghề rồi thì không ai lấy bẫy của ai hết, còn làm để mà lãnh tiền YouTube mà đừng mơ ngủ giấc. Thôi mình tiếp tục thăm nữa các bạn. Ok, cái này mà nó mà phát hiện được cái nữa rồi nó bây giờ suy sao bẫy tặc đó nha các bạn, nó bình thường nữa nha. Đây không, em yêu vẫn còn sống, đợi thôi. Bẫy đâu cả, còn bảy anh em ơi. Wow, cuộc phân thừa lừ luôn. Gì nữa đây trời ơi là trời, gì nữa vậy ba, gì con ỉa trắng tư nữa ra phân luôn, ai vui. Rồi mà lâu nào cũng phải ỉa chứ à. Có anh em nào từng thấy cái phân chưa, thấy phân chưa, phân thừa lừ luôn nha, mà phân nó ngon ngộ lắm luôn. Một em gắn lục nữa, trời ơi là trời, má ơi luôn. Thôi rồi lợm ơi, gắn lục chạy dữ quá, quá dữ rồi hai em ơi. Rồi, ok, tới luôn con bẫy này, mình nằm lâu lắm luôn nè. Có phân nữa các bạn ơi, có phân gì đây,
Trời, nó hơi gan lục đó nha. Ôi khó hành con. Ok, chú ship hàng luôn nha các bạn. Thả bẫy luôn. Trời, nhạc là kinh 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 luôn. Nhạc quá trời nhạc đó các bạn. Rồi nhạc không vui rồi. Không vui các bạn ơi. Không vui nữa rồi. Còn vết tích luôn. Đây nữa. Ba cái. Tất cả. Tất quá tất cả đồng người rồi. Ui. Ui. Bảy con đây. Trời ơi bảy nhập lép luôn. Nhập lép nữa các bạn ơi. Thứ gì đó không? Anh luôn. Thôi giờ vẫn còn chuột. Cái chuột nó ra không được các bạn. Thôi rút luôn. Ở đây động mình thì đây người ta mần lúa rồi. Ngồi từ lúc dưới đẳng trên kìa. Thôi rút luôn các bạn ơi. Để xài hái đặt lại. Ok. Rồi mình lại đánh cái nữa mình tách hàng luôn các bạn. Cũng bẫy mình rút từ lúc dưới cho nghe. Rồi tiếp tục nha mình. Cái này cửa hàng luôn nha các bạn. Có phần vàng kẹt các bạn ơi. Có phần vàng kẹt các bạn ơi. Đó, nặng 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 nặng. Hành nha, 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 hành nha. Hành nghe, hành nghe, hành nghe, hành nghe. Hành, 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 hành. Wow, quá đã các bạn ơi. Hành con hành nữa rồi. Wow, thôi gì, kiên. Quá ngon. Rồi, cuối hàng nữa các bạn ơi. Phân vàng khè đây mà chứ không phải phân hôi gình như gắn kia. Rồi, tới màn phải gắn lục nè. Ok. Bắt luôn, được 3, 5 đứa rồi. 5 đứa bắt rồi kìa. Rồi thì ok. Tới những phần bắt gắn các bạn ơi. Tới phần yêu thích của những tên bắt gắn nha. Đây đường con sáng giờ gặp một bầy gắn lục các bạn, gặp mấy nhỏ nó xui quá. Còn này gắn lục không cho nó coi mấy gắn lục, bây giờ gắn lục không các bạn ơi thì cũng được ba con. Còn nữa hồi mình thay vô thêm. Thôi giờ bắt khẩu hành trước nha các bạn. Ok, đồ nghề đó trên trời. Thấy đồ nghề đó các bạn, qua đồ nghề. Rồi ok. Đòn này gắn lục không, bữa nay chưa sáng giờ nè. Ba gắn lục nha các bạn. Quá dữ, gắn lục quá trời gắn lục, tháng này gắn lục quá trời. Thôi bắt khẩu hành đi. Mình bự nhỏ gì đây. Cái gắn nhì à. Một em đầu tiên. Ui. Bọc, gắn nhì các bạn, gắn nhì, gắn nhì. Rồi mới ăn chuột luôn. Kim quá. Một em. Cái lục quá trời cái lục. Chưa không nổi luôn. Trời chuột là hơi ăn hồi có mắm ăn nè. Mới ăn chuột gành gành luôn. Cái này cũng mới dính nè. Ây da, trời ơi. Gì á. Động tới nó là nó vậy, động tới nó là nó vậy. Rồi ok, một thằng. Chuẩn bị thế mới được. Một thằng phải không? Xuống đây. Rồi gắn lục cầm ra hoài luôn má ơi luôn. Rồi một con hành nữa. Ghim rồi trời. Tháng này thì vậy các bạn ơi. Tháng này thì khó chấm gắn lắm. Mà gặp đồng nghiệp mới gì đâu không. Mà gặp gì đâu không. Bữa nay toàn mọi chuyện thứ gì đâu không nha các bạn. Cố gắng mà cũng được vui gì mấy. Cố gắng là mừng. Tháng này cố gắng là mừng nè. Nhưng mà gặp gì không không vui các bạn ơi. Đầu năm đầu mùa. Wow, bông bông này nghe. Hai em. Đây một con nữa. Quên rồi nghe rồi luôn. Hiện nay mình cũng chạy luồng mới luôn các bạn ơi. Đây rửa bẫy rồi các kiểu luôn. Bỏ quên nữa, còn hai gắn lục. Thì gắn lục thì nói chung là mình không có dám bắt nha các bạn. Cả đồ cỡ mình nó bắt nha, ngâm nước nha. Chú. Chú. Cho nó tắm, cho nó tắm. Bắt cái bắt này ra thôi. Mình vô đạn cái này là mấy gắn là vừa đó. Nó lâu chết lắm. Để nó chuột, mình cũng để cho nó chuột để cho nó ngáp ngáp. Mình phải bắt nó lên, thả nó ra.
nha. Rồi quạt sạch nước luôn. Bốn đứa với mấy em gắn lục nữa, cũng nhiều bữa nay cũng được các bạn ơi. Bữa nay hy vọng cái lùi sẽ có cái nhất nha. Rồi ok, qua ngon rồi, tiếp tục anh em ơi. Nắng hầm hầm quá trời quá đất, chưa không nổi. Cái này thì lâu đời dữ lắm, lâu đời vậy nè. Lâu bảy lúc này luôn. Chưa thấy gì luôn. Em yêu mình vẫn còn sống luôn. Nghe đổi ta, giờ kìa. Rồi ok, gặp phải đồng đội luôn các bạn ơi. Hí ra rồi nhưng mà thấy nha, tính điên khúc rồi. Mà gặp bảy chắc bảy có anh Bình quá. Hai bảy anh Bình, con thăm được anh Bình, thử dính hơn anh Bình. Anh Bình qua đây nghe lô không dính anh Bình đây, còn lúa luôn anh Bình đây. Cho nên mình chơi xấu nha bạn, mình bỏ tổng củ phải lan nữa nha. Phải lan luôn nha, cho củ phải lan các bạn. Tháng này không có phải lan chuột nó chết hết. Chơi luôn gặp mấy đồng đội các bạn ơi. Tháng này mà không bỏ phải lan chết chết chẳng. Cái con bình quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ủa 10 của ai ta? Rồi ok, đặt lại luôn nha các bạn. Thì gặp thăm cái hết hồng rồi nha. Rồi tiếp tục lên Bình ơi, anh có gài đâu anh Bình? Em qua đây luôn nha. Chỗ này em quánh có hai cái à. Mày te cho ba. Rồi thả hầm hết luôn. Gắn đè quá ta, gắn vô lấy chuột hay gì vậy? Gắn vô lấy chuột à? Gắn này bự dữ ta. Rồi mình vẫn đợi đây nghe các bạn, gắn vô lấy chuột à? Cỡ này thì thôi chứ, đại ca nói chí lý mà, đè hôm nhập mép luôn đại ca. Rồi tiếp tục đợi, ok. Còn mấy cái nữa các bạn ơi. Thăm hoài không dính gì hết trơn. Mấy cái này cũng hết rồi, cũng còn con hết 7 rồi nha các bạn. Nói gì không đây. Rồi con chuột ngủ luôn. Thôi đợi thôi. Rồi cuộc chiến nào cũng tàn các bạn ơi. Thì của mình còn cái này cái nữa thì sẽ hết luôn 7 này. Cuộc chiến nào cũng phải vậy thôi. Phải tàn thôi, 5 tháng nữa. Rồi nó kẹo nữa. Trời ơi, gì đâu mà nó kẹo hoài vậy là sao ta. Chùi gã xác luôn. Ok. Rồi, mình tới cái bẫy cuối cùng rồi các bạn ơi. Cắt lúa cũng đang hiện tới lần trước đây kìa. Quá dữ chưa. Phần cuốn bẫy luôn nha. Rồi mình cuốn luôn. Phải dọn đường ra vô máy cắt tới rồi. Thôi, rút quân. Hy vọng sẽ dính một con cuối cùng nha. Con lỏng gì ba. Nặng ngập trong đây. Dầu chết quá. Chuột chết quẹo rồi. Không, không có. Chuột chết ngắt khô gan. Rồi ok. Vậy mình cũng xin kết thúc video luôn các bạn ơi. Bữa nay dính gì đâu không à. Mình kết thúc cái này rồi mình đi đặt thêm bẫy thêm các bạn. Cũng kết thúc video luôn. Xe chạy qua, cái xe chạy quá trời mà lỗi xe. Cái nhà này cho đẹp đẹp chứ. Mấy con à? Ừ. Mưa mới chạy. Hả? Mưa nó mới chạy nhiều. Nhỏ nhỏ cũng không bị. Được cũng 4 con. Rồi cuối cùng thì mình cũng xin kết thúc video các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha.
đây sẽ cắt lúa banh chành hết trơn này, banh chành thái bẻ trơn này, cuối cùng mình cũng được như đây thôi. Bye bye, thì hẹn gặp lại các bạn trong giúp thế giới của mình nha. Bye bye.